Chào các bạn, mình là Michael đây. Hôm nay mình mới gặp một người em của mình. Thì ngày xưa học chung á, là hai anh em hay đi, hay thân lắm, đi chơi chung với nhau. Nhưng mà khi mà mình ra trường mà mình đi làm rồi, em nó cũng ra trường đi làm, mỗi người mỗi nơi. Rồi bây giờ gặp lại nhau, nói chuyện chút xíu. Thì mình nghe em nói chuyện, rồi mình cũng nói chuyện, hai anh em ngồi nói chuyện thì mới nhận ra như thế này. Là bất cứ ai á các bạn, nếu các bạn sinh ra trong cái gia đình mà ba mẹ giàu á, là đó là sự may mắn của các bạn. Nhưng mà đối với mình á, thì đó hình như nó không phải sự may mắn. Đó là cái sự gọi là trở ngại của các bạn. Tại sao mình nói như vậy? Cái sự may mắn á, là mình sinh ra trong gia đình nghèo, mình có được những cái trải nghiệm, có được những cái cố gắng để mình vươn lên. Nếu bạn sinh ra trong nhà giàu rồi thì bạn chỉ có được trải nghiệm mà phá cái tài sản của ba mẹ bạn thôi. Đó, tùy các bạn suy nghĩ sao thì các bạn suy nghĩ. Nhưng mình thấy á, cái trở ngại là cái điều tốt cho các bạn. Trở ngại của các bạn là cái điều tốt. Mình không thấy trở ngại là cái điều không tốt. Mình thấy nó cực kỳ tốt. Mình đang đi qua đường. Tại mình luôn luôn nghĩ là cái gọi là cái những cái khó khăn thử thách đó các bạn mới chứng tỏ được bạn là người như thế nào. Còn nếu mà cuộc đời mà bằng phẳng á, thì ai cũng như ai hết. Mọi người sinh ra là, nếu mà bạn nói là tại ba mẹ mình nghèo mà mình nghèo thì đó là bạn không có ý chí. Nếu ba mẹ bạn nghèo nhưng mà bạn giàu, hoặc là bạn vượt qua cái hoàn cảnh, lúc đó thì mới chứng minh được bạn là người có chí khí. Và còn nữa, nếu mà ba mẹ mà không có điều kiện mà bạn còn đổ thừa cho ba mẹ nữa thì cũng không tốt các bạn. Cái việc giàu có hay là nghèo á, bạn không thể đổ thừa cho ai được hết. Người duy nhất bạn có thể đổ thừa là cho là chính bản thân bạn thôi. Tại vì sao? Tại vì bạn có đầy đủ tay chân, có đầy đủ trí tuệ để bạn học hỏi. Trên cuộc đời này có rất nhiều người giàu, tại sao bạn không giàu? Đó, bạn thử trả lời câu hỏi này của mình. Tại sao bạn không giàu? Bạn có gì thua họ? Bạn cũng có cái đầu, bạn cũng suy nghĩ, bạn cũng có cái óc, bạn có hai tay hai chân, mắt bạn có thể nhìn thấy được. Các bạn, hôm nay mình đi mình học được rất là nhiều. Có một cái chị kia cục chân mà chị vẫn biểu diễn được múa, khủng khiếp không? Mà chị còn biểu diễn múa vào, chị múa bằng hai cái cặp nạng á các bạn, chị múa bằng hai cánh tay của chị nữa, rất là xúc động luôn các bạn. Cái người như vậy, người ta què quặt như vậy, người ta đâu có bị người ta què, nhưng người ta đâu có phế đâu chị, các bạn. Mình hai tay hai chân mình cảm thấy nhục luôn á, tại vì mình đâu có trồng cây chuối mình nhúng như chị được đâu. Đó các bạn, trong những video của mình có chia sẻ các bạn. Và hãy coi, đừng bao giờ đổ thừa cho ai vì bạn nghèo, mà hãy đổ thừa tại vì bạn chưa có kiến thức trong cái việc đó. Hãy đổ thừa tại vì mình chưa có kiến thức nên mình chưa giàu, thì mình sẽ đi học và mình bổ sung những kiến thức của mình để mình giàu có hơn các bạn. Mình thật sự thật tâm mong muốn cho tất cả các bạn đều giàu có và hạnh phúc hết các bạn. Hạnh phúc với giàu có nó rất là hay, mà ai cũng quyền xứng đáng, ai cũng có quyền xứng đáng để có nó hết. Chứ bạn đừng có nói là chỉ có những người sinh ra may mắn mới có nó. Tất cả mọi người đều có quyền được hạnh phúc và có quyền được giàu có và thành công hết. Chỉ có điều các bạn có chịu đi tìm nó hay không thôi. Mình kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Buổi chiều rất là đẹp ở thành phố Melbourne này các bạn.